nó Nhìn sợ. xem. Sao chó ăn đi? Sợ. Thằng cu mất đi ngủ đi con. Vâng. Con ngủ gió thì không biết đường rồi. Con đi rửa bát đi con nè. Bố đang quay. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 9 năm 2015. Vậy cục và nhà đất liền đang đùa với cu tị. Lùi vào, lùi tay vào cho nó chạy. Cấm rất hạt, bánh nhau rất hạt. Đây là Don Quixote đang đánh nhau với cối gì đó. Don Quixote vẫn rất hăng. Ow. Rất hăng. Ui. Giơ lên trên. Rồi, thôi. Thôi, thua, tao xin này. Thua. Thua. Mấy tay nhé. Phải ra đánh tiếp. Đánh rất ác liệt. Ngày 6 tháng 9 năm 2013. Đông Kỳ Sốt để thực hiện đang với nhau với cối xây gió. Đánh rất ác.